tập chống tập kèn xong chưa? Rồi. Đàn bà tập điệp cho quen nỗi lòng. Ước mơ chúa gì? Xóa ngôi Khánh Sở Cai. Khi đi em nói em chờ. Đi được vài tháng em giờ bên ai? Nghĩa vụ vác súng bòn vai. Còn em ở nhà vác súng của ai bây giờ? Cháu đi cúc cường khuyên ốc. Các cháu bỏ lô ở đây mà nằm người. Các cháu bỏ lô bỏ đề đi mà nằm người. Lô đề có gì hay chú? Hả? Lô đề có hại người không? Lô đề nó cũng tạm tạm được. Nhưng mà có trúng thì nó không sao, trượt thì nó bán trượt nhà bán đất đúng không? Trượt thì nó hơi tương ứng thôi. Nhưng mà nó... Nó buồn rầy rượi. Trúng thì cũng vui hơn Tết. Có bán đời, bán nhà bán đất đi không? Không, chưa mới phải bán, nó buồn. Buồn như bây giờ chú làm sao, như bây giờ như bọn cháu bây giờ. Cháu nghĩ là khuyên thật với các cháu ấy, chú khuyên thật với các cháu lại một câu ấy. Tôi bỏ... mang đồ đây nhắm. Ok, chú khuyên các cháu là bỏ lô bỏ đề đi lại mà. Chú khuyên các cháu là bỏ lô bỏ đề đi. Mà làm người. Mà làm người. Đấy, ok. Nào hôm Giang nó ngỡ gần nhà tôi nó ngỏ nó cứ cứu. À, chú chào lại các cháu ơi, chú về đây. Chú chào các cháu, chú về. Năm mới chú chúc các cháu dịch khỏe như trâu mà nâu như ngựa, nhớ nhớ. Trung tâm ngã ba Vẹn, các em nhân viên tuổi từ 18-22, trắng từ đầu đến gót chân, phục vụ tận tình chú đáo, thực hiện vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Giá cả hàng tàu nhanh 200, hả, hàng tàu chậm 400, qua đêm 1 triệu chẵn. Nhà hàng không phân biệt dân tộc giàu hay nghèo, miễn là có tiền. Thời gian làm việc buổi sáng 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều 3 giờ cho đến 6 giờ, buổi tối 9 giờ cho đến 5 giờ. Nhà hàng phục vụ cho những ai chán cơm thèm phở, hãy đến với nhà hàng chúng tôi, nhà hàng Tam Giác Quỷ, trung tâm ngã ba Vẹn. Con bà mày.